Hãy giải thêm một vài hệ phương trình sử dụng phép thử. Nhưng đây sẽ không phải phép thử chỉ sử dụng một bước. Chúng ta sẽ phải thay đổi các phương trình một chút để chuẩn bị cho quá trình sử dụng phép thử. Ví dụ, chúng ta có một phương trình 5x trừ 10y bằng 15 và một phương trình khác 3x trừ 2y bằng 3. Và chúng ta sẽ giải phương trình này sử dụng phép thử. Chúng ta có thể dùng phép thế, có thể vẽ đồ thị của hai phương trình này và xem chúng khác nhau ở đâu, nhưng ta sẽ sử dụng phép thử. Nhưng mà có thể nói rằng, này, sử dụng phép thử nghĩa là bạn đang trừ vế trái của một phương trình cho vế trái của phương trình kia hoặc cộng cho chúng lại với nhau. Và ta có thể làm như vậy vì việc cộng cùng một số và cả hai vế phương trình là cần thiết. Nhưng đây thì chúng ta không thể thấy rõ ràng rằng điều đó sẽ giúp ích gì. Nếu ta cộng hai vế trái thì ta sẽ có 8x trừ 12y và như thế thì ta sẽ không thể cử được biến nào cả và vế phải sẽ chỉ còn một con số. Nếu ta trừ hai vế thì cũng không bỏ được biến nào cả. Vậy thì phép thử sẽ có ích gì ở đây? Câu trả lời là chúng ta có thể nhân cả hai phương trình bằng một cách nào đó để có thể khử một trong hai biến số. Và bạn cũng có thể chọn biến số mình muốn khử. Ví dụ chúng ta muốn khử biến số y, ta sẽ viết lại phương trình 5x trừ 10y ở đây. 5x trừ 10y bằng 15. Bây giờ thì liệu ta có thể nhân phương trình màu xanh lá cây với số nào để biến số âm 2y này có thể khử biến số âm 10y? Ta cần phải biến âm 2y trở thành 10y, đúng không? Bởi vì nếu đây là dương 10y thì nó sẽ bị khử khi ta cộng hai vế trái lại với nhau. Vậy ta có thể nhân phương trình này với số nào? Nếu ta nhân nó với âm 5, âm 5 nhân với âm 2 ở đây thì ta sẽ có dương 10. Hãy sử dụng cách đó. Hãy nhân phương trình này với âm 5. Có nghĩa là nhân vế trái với âm 5 và nhân vế phải với âm 5. Chúng ta sẽ có gì? Hãy nhớ rằng chúng ta không thực sự thay đổi phương trình này. Chúng ta không thay đổi bản chất của phương trình. Chúng ta thay đổi cả hai vế của phương trình sử dụng cùng một cách. Thế nên vế trái của phương trình sẽ trở thành âm 5 nhân 3x bằng âm 15x. Và âm 5 nhân âm 2y sẽ bằng 10y. Và bằng 3 nhân âm 5 sẽ bằng âm 15. Bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng để khử. Nếu chúng ta cộng vế trái của phương trình này với vế trái của phương trình màu vàng và cộng thêm âm 15 vào vế phải của phương trình màu vàng thì chúng ta đang cộng cùng một số và cả hai vế của phương trình bởi vì cái này bằng cái kia. Vậy hãy làm như thế. Hãy làm như vậy nhé. Nên 5x trừ 15y chúng ta có dấu âm ở đây và không muốn bỏ nó ra sẽ bằng âm 10x. Biến số y sẽ bị khử. Âm 10y cộng âm 10y sẽ bằng 0y. Đây chính là mục đích của việc nhân cái này với âm 5. Và nó sẽ bằng 15 trừ 15 bằng 0. Vậy thì âm 10x sẽ bằng 0. Chia cả hai vế cho âm 10. Và ta sẽ có x bằng 0. Và bây giờ ta thế x và 1 trong hai phương trình này để tìm y. Hãy thay thế vào phương trình ở trên. Ta sẽ có 5 nhân 0 trừ 10y bằng 15. Hoặc âm 10y bằng 15. Ta sẽ viết nó xuống đây, âm 10y bằng 15. Chia cả hai vế cho âm 10. Và chúng ta còn y bằng 15 phần 10 hay là âm 3 phần 2. Nếu chúng ta dùng đồ thị thì điểm giao nhau sẽ là điểm 0 âm 3 phần 2. Và bạn cũng có thể kiểm tra xem nó có thỏa mãn phương trình này hay không. Phương trình gốc là 3x trừ 2y bằng 3. 3 nhân 0 bằng 0 trừ 2 lần âm 3 phần 2. Đây là 0, kia là dương 3. Đúng không? Cái này sẽ bị khử, còn đây sẽ trở thành dương. Cộng dương 3 sẽ bằng 3. Và cái này sẽ thật sự thỏa mãn cả hai phương trình.
hãy giải một hệ phương trình khác mà chúng ta phải nhân để thay đổi phương trình và rồi có thể thử một biến số. Hãy làm một cái khác. Giả sử chúng ta có 5x cộng 7y bằng 15 và ta có 7, ta sẽ thử dùng một khác. 7x trừ 3y bằng 5. Một lần nữa, nếu bạn chỉ cộng hoặc trừ hai vế trái cho nhau thì bạn sẽ không cử được biến số nào hết. Hai vế này không có chung hệ số hoặc có hệ số đối nhau. Vậy hãy chọn một biến số để khử. Ví dụ chúng ta chọn x để khử. Bạn cũng có thể chọn biến số khác. Nó không quan trọng, bạn có thể chọn khử biến số y trước, nhưng mình sẽ khử biến số x trước. Điều ta cần làm là thay đổi một hoặc cả hai phương trình này. Làm sao cho chúng có cùng hệ số hoặc có hệ số đối nhau để khi ta cộng hai vế trái lại, để khi ta cộng hai vế trái lại thì chúng sẽ khử lẫn nhau. Bây giờ thì chưa có gì rõ ràng cả. Ta có thể nhân cái này với một phân số để làm nó bằng với âm 5, hoặc mình cũng có thể nhân cái này với một phân số để làm nó bằng với âm 7. Chúng ta cũng có thể làm một điều hay hơn nữa, chính là để chúng trở thành bội số chung nhỏ nhất. Ta có thể khiến chúng đều trở thành 35. Và ta sẽ làm điều đó bằng cách nhân chúng với nhau. Mình sẽ nhân phương trình ở trên với 7. Nhân với 7. Ta chọn 7 để số này trở thành 35. Và mình nhân phương trình phía dưới với âm 5. Cho âm 5. Và lý do mình làm thế bởi vì số này sẽ trở thành âm 35. Hãy nhớ rằng mục đích của ta là triệt tiêu biến số x. Nếu ta biến cái này thành 35 và biến cái kia thành âm 35 thì ta có thể đạt được mục đích của mình. Ta có thể cộng các vế trái và vế phải của phương trình. Với phương trình ở trên, khi bạn nhân nó với 7, nó sẽ trở thành, ta sẽ dịch lên một chút. Chúng sẽ nhân nó với 7, nó sẽ trở thành 35x cộng 49y. Sẽ bằng với, để xem nào. Đây là 70 cộng 35 thì bằng 105. Đúng không? 15 và 70 cộng 35 bằng với 105. Phương trình ở trên sẽ trở thành như thế này. Phương trình ở dưới trở thành 5 nhân 7x bằng âm 35x nhân âm 5 nhân với âm 3y sẽ bằng du 15y. Các số âm sẽ triệt tiêu lẫn nhau và 5, đây không phải âm 5, đây là nhân với âm 5. 5 nhân với âm 5 sẽ bằng âm 25. Bây giờ chúng ta có thể lấy phương trình ở trên và cộng cùng một số vào cả hai vế. Số này sẽ là 25 và bằng với biểu thức này. Hãy cộng hai vế trái và hai vế phải, bởi vì chúng ta thực sự cộng thêm cùng một số vào cả hai vế của phương trình. Ở vế trái, biến số x bị triệt tiêu. 35x trừ 35x, đó chính là điểm mấu chốt của bài toán. Chúng triệt tiêu lẫn nhau. Và với biến số y, ta có 49y cộng 15y và bằng 64y. 64y bằng 105 trừ 25 và bằng 80. Chia cả hai vế cho 64, ta có y bằng 80 phần 64. Và nếu chia cả tử số và mẫu số cho 8, thực ra thì ta có thể chia cho 16. 16 sẽ tốt hơn. Nhưng hãy chia cho 8 trước vì ta biết bạn cũng chưa 8. Nó sẽ trở thành 10 phần 8 và sau đó ta có thể chia tiếp cho 2 và ta sẽ có 5 phần 4. Nếu ta chia thẳng cho 16 thì ta cũng sẽ có 5 phần 4. Vậy thì y bằng 5 phần 4. Hãy tìm giá trị của x. Chúng ta có thể thế vào một trong các phương trình này hoặc vào một trong phương trình gốc. Hãy thế vào phương trình gốc thứ hai. Phương trình 7x trừ 3y bằng 5. Đây chính là phương trình gốc mà ta đã biến đổi. Vậy chúng ta có 7x trừ 3 nhân y nhân với 5 phần 4 và bằng 5. Hoặc 7x trừ 15 phần 4 bằng 5. Hãy thêm 15 phần 4. Xin lỗi, cái này không đúng. Nó sẽ là 7x trừ 3 nhân 4. Xin lỗi, cái trước đúng rồi.
Mình đang làm gì vậy? Nhân với 3 bằng 15 phần 4 bằng với 5. Hãy cộng cả hai vế với 15 phần 4. Chúng ta sẽ có gì? Vế trái vừa trở thành 7x. Hai cái này triệt tiêu lẫn nhau. Nó sẽ bằng 5. Hay 20 phần 4. 20 phần 4 cộng 15 phần 4. Và chúng ta có, để mình kéo xuống một chút, 7x sẽ bằng 35 phần 4. Chúng ta có thể nhân hai vế với 1 phần 7 hoặc chia cả hai vế cho 7, chúng giống nhau. Hãy nhân cả hai vế với 1 phần 7. Nó cũng giống với chia cho 7. Các số này sẽ triệt tiêu với nhau và ta còn x bằng, đây nếu chia 35 cho 7 ta sẽ có 5, ta chia 7 cho 7 và có 1. Vậy thì x cũng sẽ bằng 5 phần 4. Vậy thì điểm giao nhau của hai đồ thị sẽ là điểm có cả x và y bằng 5 phần 4. Và nếu ta viết nó như dạng tọa độ điểm thì nó sẽ là 5 phần 4, 5 phần 4. Vậy kiếm xem nó có thỏa mãn phương trình ở trên không? Nếu ta nhân 5 với 5 phần 4 cộng với 7 nhân 5 phần 4 thì ta có gì? Ta sẽ có 15. Nếu cái này bằng với 25 phần 4. Cái gì đây? Đây là dương 35 phần 4. Nó sẽ bằng 60 phần 4. Hay chính là bằng 15. Vậy thì nó thỏa mãn phương trình ở trên. Và ta cũng có thể tự kiểm tra bằng phương trình ở dưới. Nhưng nó sẽ chắc chắn thỏa mãn vì ta đã sử dụng phương trình này để tìm ra x bằng 5 phần 4.